con hái gì nè, con đứng này ha, con đứng này con nhìn nè, con đứng này con hái đậu gì nè, con bấm này chỗ này nè, con thấy đậu không? Đậu này đậu gì con? Đậu đũa phải không? Đây đậu đũa phải không? Đây bấm vô chỗ này ha, mẹ bấm vô đây rồi con bước ra đây được chưa? Chưa rồi bước ra được chưa? Rồi bỏ vô đây, bỏ rõ như này coi này quá, đừng có bước như vậy nữa nha. Không chờ rồi tiếp đi, tiếp đây nè, đây nè, đây 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 nè, bấm nè, mẹ bấm nè, rồi rồi nó bỏ vô đi, cuốn lại bỏ vô. Đó, tiếp tiếp đi, bấm cái này, cái này luôn bấm rồi để ra rồi bỏ vô nhanh rồi năm hái lẹ coi tiếp đi. Đậu dài không? Dài thẳng con vuốt phải không? Đậu đậu gì con? Đậu đũa. Rồi tiếp tục đi, còn không? Còn không? Đây nè, em hái đi, con bấm chỗ này rồi đấy đã, tiếp tục ha. Còn ê trời, bấm chỗ này nè, chưa rồi. À, tiếp nè, tiếp nè, mẹ nó lên hết cái này nha, bấm bỏ đây đi rồi, họ nữa nè, cái gì đây? Cái gì? Cái gì? Cái đậu, cái đậu phải không? Rồi con bỏ vô. Bỏ vô đi, bỏ vô, bỏ rõ nha. Wow, Nam hái được một ít, nhiều quá nè. Nam hái được nhiều đậu nha. Nhiều không con? Nhìn ở đây cái Nam. Nhiều không? Con hái đậu gì vậy? Đậu gì? Quay mặt nói mẹ đậu gì?